Mình là Sơn, năm nay mình hơn 50 tuổi thôi. Cũng có đam mê về tranh, đồ gỗ. Đấy, là về cũng nói thật với các bạn là mong muốn là sắm một bức tranh Tùng Hạc Diên Hiên. Đấy, và có thêm một vài cái chi tiết nữa. Theo đề nghị của mình như thế, còn các em sắp xếp như thế nào là cái việc ấy của các em. Bởi vì mình cũng không hiểu sâu lắm. Đấy này. Giờ các em làm cho, và cái mong muốn là của mình là chỉ có làm sao để cho một là có cái bức tranh là có cái điểm nhấn ở trong nhà. Đấy. Hai là làm cái kỷ niệm lưu giữ ra về sau. Đấy. Thứ ba là ước mong một cái cuộc sống hạnh phúc. Không được giàu sang nhưng mà phải hạnh phúc. Chỉ có ba cái đơn giản này thôi. Thì mình yêu cầu chú tranh gỗ Bồi Gia là phải đáp ứng được cho anh như thế. Rất đơn giản. Các em cũng đã biết là đấy, tranh gỗ Bồi Gia đã làm được cho anh như này từ những năm 2017 ấy. Thì cũng rất là ấn khởi, bởi vì mình có một cái thứ mới mà các em này làm cho lại đẹp, thế là phấn khởi rồi.